À, thì trước tiên mấy cô đến đây á, thì con ở đây quá, con ít đắp thuốc lắm, từ khi tại vì những cái cô chú nào ở xa là con mới đắp thôi, tại vì cái cây này mà nếu mà mấy cô xa mà xách về nhà thì nó héo á, héo nên nếu mà đắp thì nó không hiệu quả bằng tươi. Thì hôm nay mấy cô ra, mấy cô đến đây á, thì trước khi đắp xong á thì con á thì riêng Tấn á thì đắp thuốc á, thuốc bị bú á thì Tấn sẽ cho thuốc uống, nếu thuốc khớp á thì con sẽ cho một bà con một bình thuốc khớp. Rồi bà con nào đến đây á thì đó giờ cũng vậy, từ đó tới giờ cũng vậy, ai đến đây cũng có Tấn vô Chậu chậu gì nè, hoa một người cưa chậu được 4 5 cây đó, nhưng mà tại vì này Tấn mới ghim thôi, chứ mà nó cao lên thì nó tốt rồi, cho bà con yên tâm. Tới đây người có một chậu thuốc vậy đó. Bây giờ trước tiên con hướng dẫn cho mấy cô nè, dụ cái thuốc bú đi, dù mấy cô nào bị bú á ha, thì ai bị bú thì đi ra nhau, cái này là này 7 ngày hay vậy, 10. 10 ngày uống 10 ngày. Ví dụ cái này là với cô nè, sáng một gói chiều một gói, cô nào bú ngang sáng một gói chiều gói, cái này là nói trước là uống là nóng trong mình á, nóng đụng nó duyệt cái bú mình Nóng á, nó mới dịu hả? à, nên là chú uống thêm cái này mát gan cho nó đỡ nóng tí xíu. Là cái này buổi Là trưa, bữa trưa là hai này sáng chiều, sáng chiều của nó này trưa 10 ngày. à, buổi trưa là cái viên đó nha, À, buổi trưa nhớ là này, dạ về quên lên clip xem. ờ, có chứ mình mới nói gì đó, nó hồi cái viên là cái buổi trưa. Ai bị bú á, thì có thuốc uống cho nó, chung là cho nó mau hết chứ không gì, như trong uống ngoài thoa đó. Trong uống ngoài thôi cho Dạ, mau hết. ai bú thì cái này. Thì còn thuốc ngâm rượu nè, thuốc ngâm rượu thì một thang thuốc này á, thì ai bị khớp thì cũng có thang thuốc ngâm rượu. Thì thuốc ngâm rượu này nó trị được á, là thoái hóa nè, khớp nè, thằng kinh tọa nè, với teo cơ á. Teo cơ là teo hai cái teo á, tại mà thường thường khớp với thằng tọa mình sẽ bị teo cơ đó. Thì cái này bà con ngâm với 5 lít rượu, lít rượu cốt, rượu đầu gì đó, người nói với Rượu người bán rượu cốt, người ta biết chứ con không có biết. rượu tốt nhất người ta Dạ bán cũng 40.000 lít yeah. thì Dạ, bữa rượu nay chưa vậy pha tôi đó. đi ra rừng tràm quá trời tiền. Rừng tràm này là không có được rồi, Rừng tràm này thấy là dân cầu lãnh tao không, không à. bánh cũng còn ten à, ở kế bệnh viện Hồng Rừng Hỷ tràm sợ á. ma nó dính, nó phèn dính đồ ma sợ lên clip À, nó còn ngâm với 5 lít rượu, rồi ngâm khoảng từ một tuần lễ trở lên là mới bắt đầu uống được. Sáng ăn cơm thì từng uống lần. một ly nhỏ nhỏ, về chiều ăn cơm uống ly nhỏ tùy theo độ mạnh, nếu yếu thì không, yếu thì ít Ít miếng nữa. À, rồi xong cái còn mình đồ về mạnh thì uống nguyên ly, ly nhỏ còn nhỏ ăn thôi. nhỏ cái Ly nữa chứ nhỏ sao thôi, ăn cơm con. trước sau ăn Đừng cơm. đừng có nói ở trong cuộc này đi, cái đó là ở ngoài mình không có Cuộc nên mình nói. có giải thích Và người khi ngoài nào không đó, giải thích cái nào mình lấy một một miếng đó, mình chỗ nào đau mình xoa bóp luôn thôi, cái mình thằng uống thuốc này chút nè. gì đó mình Chăm thoa uống ngoài bóp thoa đó. luôn. Dạ, Ừ, uống ngoài thoa cho thì cái mau thằng hết. thuốc này á, thì lúc đó giờ có Ngâm rượu ngựa cỡ chừng bao nhiêu tháng chú mình? Thôi từng một tuần ngày lễ cũng trở từng lên là lễ sử ha. dụng được. Dạ, cái này không có bà con sử dụng rồi rất là hay luôn, mấy cô uống chừng một tuần lễ là cô biết thấy trong mình của cô trời phải ru liền Khỏe á. khỏe liền hả? Dạ, cái thuốc này là nó ngay thì cũng mấy cô biết là cũ, xem là cũng biết chị Phượng mà dẫn nó kiếm đang dành đó, này là ba đời đó, ông cố ông nội rồi tới cha chị Phượng, mà cha chị Phượng giờ cũng chết luôn nha, bây giờ truyền lại cho mấy ông bác chú bác gần gần đó. Nên là cái thằng thuốc này rất là hay, chỉ nói uống bà con bị teo cơ luôn mà uống không hết một thang là hết trơn Hết đó. Dạ, nó hay cơ vậy đó. bình thường lại hen. Dạ, cơ bình thường lại, tại vì cái khi mà mình khớp nè với bất cứ thoái hóa đâu vậy là những cái sụn mình nó bị tổn thương rồi đó, nó Nè, đau tôi đó. đang đau mấy cái này Dạ, nên là mình uống cái thời gian lâu không bao giờ mà nó thấm cho nổi đâu, nè. Phải không? Phải xa. trong thời gian 5 lít rượu rồi uống cả mấy tháng luôn á, chứ đâu mà để Lâu chứ, năm rượu uống lâu lắm, mình uống lâu lắm. từ cái xương nó thấm 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 rồi từ từ mới hết, giống như hết những cái vết thương trong Cơ khớp cái khơ của mình á, đâu đó nó mới hết. Anh bảo gì mấy lại cô ngâm mà lá lá lốt nè, nè rồi cái nó xanh xanh ta, nè cái nhức nó mỏi được hai cái giò nó tê, nó thôi ngâm giờ mình hai đi giò đến chú mình rồi, nó uống mình thuốc kể cho nghe. này thì
nó phải hết trơn luôn. Dạ. Đi tới đây thì phải hết luôn. Dạ. Trước tiên chị em của chị thì cũng cảm ơn hai chồng của chú Tấn. Dạ. Cũng cảm ơn cái cô Phượng. Dạ. Là cho thuốc ngâm rượu uống thì chị cũng cảm gửi lời cảm ơn chị cô Phượng luôn. Dạ dạ. Dạ. Rồi con chúc mấy cô về bình an mau hết bệnh ha. Rồi, dạ khỏe dạ. Chúc hai vợ chồng mạnh khỏe, đang làm phước cho nhiều người. Rồi có mau có tin vui nha. Có tin vui là thế nào cũng dạ dạ dạ. Dạ, 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 dạ còn con xin cảm ơn dạ. Có tin vui là báo tin cho mấy chị biết ha. Rồi chúc mấy cô về khỏe ha. Dạ dạ rồi. Thôi tôi có nhờ chú Thím cũng mừng giờ cái thuốc rồi, ông bà mình cũng gì không phải gì, mình cũng nhờ cũng tổ sư không chú cũng thầy bà gì mà chú làm phước được thì giúp đời cho hội được, cũng rất mừng vì có công đức thì cũng sau này mình cũng hưởng thời gian này, còn chứ còn mình làm chứ mình không thấy chứ ngày mai mình đâu có biết đâu mà chuyện hồi sau mình mới có hưởng nhờ được cái công đức mình chứ. À vậy đây thì giờ cái bây giờ sống được bao lâu nơi kệ đi, mình nói vậy làm ngày nào được mà làm được mừng cho xã hội, giúp xã hội bà con đã hết bệnh ta mừng lắm. Dạ bây giờ tới đây á thì em đắp rồi ha, giờ em của em á thì đắp khớp thì em cũng có thuốc rượu uống mà bú cũng có thuốc bú uống, giờ em dặn anh nè, thuốc này á là ngâm với 5 lít rượu đầu rượu gốc nghe nha. Dạ. Rồi về khỏi rửa đổ vô rồi ngâm một tuần lễ trở lên rồi mới bắt đầu sử dụng được. Yeah. Thuốc này thì trị được khớp, thần kinh tọa với teo cơ là nói chung là mình thần kinh tọa là thời gian lâu là sẽ bị teo cơ đó. Cái này nó xuống teo cơ không cái đâu. Thời gian là cái giò nhỏ xíu liền. Tôi biết mà. Dạ. Yeah. Teo cơ nó xuống chuyện nhất mình là chèn ép xuống giò là teo cơ. Yeah. Xong cái một nó tàn dữ không thì mỗi buổi sáng mình ăn cơm xong mình uống một ly nhỏ như này, chiều ăn cơm uống một ly nhỏ, còn khi nào mình nhức á mình lấy một miếng ra mình xoa bóp những cái vết thương của mình luôn. Yeah. Rồi vậy đó. Còn cái thuốc nè thì về đâm thì đâm khi đâm cho nhuyễn, đâm thì nhuyễn, càng nhuyễn càng tốt. Yeah. Thì bị ở đâu thì mình đắp đó vô anh rờ chỗ nào đau nhiều á đắp vô đó, thời gian khoảng 35 phút, nếu có sớm thì khoảng 35 phút, nếu mà nó chịu nổi thì để tiếng luôn, để nhiều cái nào nhiều tốt đấy. Dạ, mà nó thấm vô thấm như chứ còn mà lúc nam mình thấy mà phải mà buông đắp vô liền hết liền đâu mà. Từ từ nó thấm mới rút được chứ hết bệnh chứ. Dạ. Thì ai tới đây thì cũng có được một chậu thế này thì mới ương thôi, nhưng mà nó không có chết thì vài bữa thì nó chậu giữ được bó lông cây nè. Đó, cũng ra chậu rồi mà em ương nó sao rồi để cho bà con ai tới đây cũng có một chậu về hết đó, tại vì lúc trước ngắt nhánh không à, rút kinh nghiệm cái người ta cứ sợ là nhánh về nó chết không à. Yeah. Mà thật sự cái cây này là cái ta trồng nhánh không à, cái này cũng nhánh nè, nhưng mà thôi em trồng cho người chậu về cho ta yên tâm, ta không có sợ, cứ người ta cứ sợ trời ơi về nó chết, về nó chết không. Giờ này nó chưa ấy nè, nó đang đâm chồi rồi vậy đó. Ấy cái này nó cũng dễ trồng, cái nó dễ trồng mà để nhánh rồi trồng như rau mình gì đâu. Dạ, cầm chọt chọt giống như ba cái rau, cầm chọt chọt cái lên thôi. Thấy quay mạng thấy là để vô ghim vô sống ghim sống không có mà chết chóc chân dễ trồng. Ừ. À bảo bà con em chưa hướng dẫn cái này bà con giờ gì, nếu mà tại vì cái này em mới ương nè. Dạ. Nếu bà con nào mà về có cái chậu này thì thôi anh lấy cái chậu này bỏ mát đi khỏi bứng ra. Để cho vài ngày nó có cái rễ đi mà nó bứng ra. Cái bứng cái sống luôn, giờ nếu như là nó chưa đâm rễ mà nhổ lên xuống này mất công, để cho anh thấy đâm cái rễ ra rồi cũng cảm thấy mình đâm rễ nó tốt rồi mình lấy ra cho nó phản phát cái màu lớn hơn. Dạ. Mà về mình cưng mình bỏ trong mát mát đi. Dạ. Vậy mới ghim nhánh mà nó đều nắng héo chứ không gì mà cưng á. Nói chung không có gì, tôi đến đây cũng nhận điện thoại của chú, tôi cũng mừng. Dạ. Mà chỗ phước thầy mình không, mình thấy tin tưởng mình làm ăn cái gì em vậy không. Dạ. Làm cái gì mình tin tưởng, nếu mà không tin là mình thấy làm tin tưởng rồi mình hay mới tới. Dạ. Chỗ mình gọi điện thoại sáng điện chú được, tôi mừng hết chứ mừng luôn. Để mừng không có gì, mình tới đó mình trong bơ cái phát bệnh mình khỏe con người mình. Dạ. Tại bà con mà điện chưa được hay là nhắn tin vô giả lờ thông cảm, tại vì em nó nhiều lắm nên là không có khi nào thế nào cũng phải bỏ sót bà con rồi.
thì cũng từ từ cũng bà con nào chưa điện được hay chưa có thuốc gì cũng từ có hết. Bài thuốc này là cái phản hồi là tốt dữ lắm nè. Yeah. Các bạn kia là thường đi cái đò lụp cụp mà uống đâu từng lễ là hết lụp cụp hay phản hồi tốt. Rồi chúc chú anh về mạnh khỏe, mà hết bệnh ha. Rồi cảm ơn.